Hello anh em, Tạp Bóng Đá TV đã quay trở lại để phục vụ anh em đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với màn soi kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ diễn ra trong khuôn khổ vòng knockout World Cup 2022. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động quốc tế Lusail, Qatar vào lúc 2 giờ thứ tư ngày 7 tháng 12. Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã có 6 lần đối đầu nhau trong quá khứ, một đội sở hữu trong riêng mình tận 3 trận thắng. Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng với thành tích 2 thắng và 1 thua. Họ giành ngôi nhất bảng khá nhẹ nhàng nhờ vào chất lượng nhân sự tốt. Ở trận đấu đầu tiên với Ghana, Bồ Đào Nha đã chơi bế tắc trong hiệp 1 và không có bàn thắng nào được ghi. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay khi bước sang hiệp 2. Một cuộc rượt đuổi tỷ số gay cấn đã diễn ra và kết thúc với thắng lợi 3-2 cho Seleção châu Âu. Ở trận đấu thứ hai, Bồ Đào Nha gặp Uruguay nhờ vào một đội hình nhỉnh hơn về mọi mặt. Đội bóng châu Âu đã nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây cũng là trận đấu mà không có bàn thắng trong hiệp 1 của Bồ Đào Nha. Còn ở trận đấu thủ tục gặp Hàn Quốc, Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu. Họ thi đấu lấn lướt cho các đối thủ đến từ châu Á nhưng lại bị gỡ hòa ở phút thứ 27. Thậm chí Seleção châu Âu còn bị thủng lưới ở trong những phút bù giờ bởi bàn thắng của Hoàng Hy Chan. Họ kết thúc vòng bảng với trận thua 1-2. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha hiện giờ, cái tên sáng nhất không phải Ronaldo mà là Bruno Fernandes. Với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo, Bruno Fernandes đang là nhân tố giúp cho đội bóng châu Âu giành về sớm. Các đồng đội của Bruno như Felix, Leao hay Dalot cũng biết cách tỏa sáng khi đàn anh im hơi lặng tiếng. Về phần Thụy Sĩ, họ đã lọt vào vòng knockout với 2 chiến thắng và 1 trận thua. Màn trình diễn của đội bóng đến từ Trung Âu là khá ổn. Ở trận đấu đầu tiên, họ giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Cameroon với bàn thắng duy nhất của Brio Embolo. Ở trận đấu thứ hai, dù thi đấu rất chặt chẽ và kiên cường, nhưng họ không thể kiếm được một điểm trước Brazil. Khoảnh khắc siêu phẩm Casemiro ở phút 83 đã khiến cho mọi nỗ lực của Thụy Sĩ trở nên công cốc. Còn ở trận đấu cuối cùng, họ đã giành được chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Serbia. Dù có bị dẫn trước tỷ số 2-1, nhưng với đấu pháp hợp lý và sự tỏa sáng đúng lúc của các trụ cột, Thụy Sĩ đã giành được tấm vé vào vòng trong. Đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho Bruno và các đồng đội, khi Thụy Sĩ là một đội bóng có lối chơi kỷ luật và khoa học. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,5, kèm theo đó là tỷ lệ Bồ Đào Nha chấp 0,5. Theo dự đoán của Tạp Bóng Đá TV, thì Bồ Đào Nha sẽ có chiến thắng với tỷ số là 2-1. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe Tạp Bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé.